đây. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Đỡ tinh quậy phá con đó chứ gì, mới chơi gì nó chỉ tóc. Con bé té bụt. Vậy năm rảnh thì lên đó chơi chứ con nhé. Cũng được. Làm gì dữ vậy? Ở nhà có nhảy không? Có. Nó thường xuyên quậy quậy quậy. Cắn bịch một cái gãy cái cây luôn kìa. Chị Năm nhìn ngoài đó kia, nó gãy cái cây luôn rồi. Yeah. Thường ngày thì nó thường xuyên không. Chị Năm cho nó lên đi. Rồi nó lấy táo vậy nữa. Đây. Làm gì nhảy dữ đó, cỡ ra. Dì Năm lên. Để bộ cái này. Đá bóng không được. Nát đá bóng mà. Ê, kiếm hai cái tay. Lucy. Cái cây này để rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Gì vậy? Có ai đóng cửa gào chưa? Coi chừng nó ra luôn. Đây, đây,